Các mạnh thường quân thưởng nóng tổng là 16 triệu đồng. Vâng. Vâng, một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, cũng như là xin được kính chúc các ông bà cùng anh chị năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Vâng, xin cảm ơn. Trận thứ hai trong chương trình Vật Tự Do giữa đo Hồng Ngọc của Bắc Giang trên góc phạm đỏ, trang phục đỏ, Ngọc Minh Thu của Phú Thọ và người mang trang phục xanh, điều khiển chính trọng tài Nguyễn Đức Thịnh, 12 đô và giữa sân. Rất là xinh gái, tuổi trăng tròn 16, có lẽ sau này sẽ trở thành Hoa hậu vật Việt Nam. Hoa hậu vật Việt Nam. Truyền mình các bạn là kèo vật nữ với sự góp mặt của một trong những ái nữ làng vật, Trần Nguyễn Minh Thu. Cô gái sở hữu cái nét đấy, đi mặt vật mà người nó đẹp như thế đấy, rất baby. Vậy thì chỗ thì đối với Trần Nguyễn Minh Thu là đồ vật Hồng Ngọc cũng vừa giành huy chương vàng giải vật vô địch Đông Nam Á tháng 12 vừa qua tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đây cũng là hai đội vật đang là tập tại lò đào tạo Hà Nội. Hàng đô phải đứng dậy để thi đấu ở tư thế theo dõi các trận đấu tại giải vô địch vật Đông Nam Á tháng 12 vừa qua thì hãy vào kênh thể thao giải trí, vào mục sự kiện phát trực tiếp hoặc là mục video để đón xem. Chúng tôi đăng tải ở hai mục các bạn nhé, mục video và mục sự kiện phát trực tiếp. Trong mục sự kiện phát trực tiếp thì sẽ có đầy đủ hơn các bạn nhé. Trần Nguyễn Minh Thu đã sang sau rồi. Trần Nguyễn Minh Thu có cái gương mặt rất khả ái các bạn ạ, với làn da trắng. Vâng, như vậy là hiện nay thì ở trận vật lữ cũng như là để động viên khích lệ tinh thần cho lữ giới phái đẹp đã dám lên sới, có một leo lên cả mái nhà để mạnh thường quân giấu tên sẽ ủng hộ, sẽ thưởng nóng cho một trong hai đô này. Nếu như đô nào thắng cuộc sẽ thưởng nóng 2 triệu, nhờ ban tổ chức trao ạ. Và có lẽ là lên thẳng sới, cho nên để động viên hai đô. Hiện nay tỷ số đang là 4-1. Vâng, buộc phải thắng cho tuyệt đối chứ không phải chắc gì. Đúng rồi, nhắc vào rồi nhưng đỏ được 4 điểm, tỷ số bây giờ là 8-4. Nhưng nếu đánh thắng tuyệt đối thì sẽ có thưởng đấy, mời hai đội đứng dậy. Vẫn còn thời gian hiệp 1. Vâng, ở đây là đều có một khán giả hâm mộ hai đội, vừa sinh gái lại vừa vật tài. Giá như mà vợ mình cũng vật tài như thế nhỉ. Nhiều khán giả cũng ra các bạn MC rất vui tính các bạn ạ, bởi vì cũng dễ hiểu rồi hai đồ vật. Vâng, và có Trần Nguyễn Minh Thu thì có khuôn mặt khả ái baby, còn Hồng Ngọc thì sở hữu một cái vẻ đẹp hoang dã hoang dại với cái body rất nóng bỏng. Như vậy Hồng Ngọc vừa dẫn điểm lại vừa thắng tuyệt đối. Rau khán giả rau và vào đây rất là đẹp trai như Hàn Quốc. Ai là cười cho Hồng Ngọc. Xin chân trọng giới thiệu mời ông Lương Ngọc Hưng, phó chủ tịch ủy ban xã, phó ban tổ chức lễ hội nên trao giúp cho một khán giả đã thưởng nóng 2 triệu. Xin chân trọng cảm ơn. Vâng, như vậy là tiếp theo ưu ái của ban tổ chức nữa. Sau đây sẽ là kèo vật nữ đây. Nhiều anh em cũng như kế hoạch của ban tổ chức thì buổi chiều hôm nay nhiều anh em đã comment là hát quay khán giả đi. Vâng, đây khán giả đây. Nhì và giải nhất. Khán giả đây nhé. Nếu như điều kiện mà có như phải tối thì ban tổ chức sẽ bố trí bóng điện, bố trí ánh sáng. Quyết định của ban tổ chức là sẽ cho các hàng đô phá bằng hết giải nhì và giải nhất. Chúng tôi đề nghị bên bộ phận cho ban tổ chức chuẩn bị cơ sở vật chất cũng chuẩn bị ánh sáng. Hai đô này là thi đấu theo luật vật tự do tính điểm. Trên góc thảm đỏ chúng tôi xin giới thiệu là đô Ngọc Ly của Đồng Quang, Quốc Hoài. Ở góc thảm xanh là đô Kiều Anh của Thanh Hoài.
điều khiển chính, trọng tài Nguyễn Đức Thịnh, hai đô nghe theo ký hiệu trọng tài chính. Ở đây vật tự do thì chúng ta không xe đài và các hàng đô tính điểm. Các đô vật chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Và kèo vật nữ đầu tiên trong hội thao quang năm nay đang diễn ra trên màn hình các bạn. Được nhiều hơn những pha đẹp mắt cũng như là những kỹ thuật do các hàng đô thể hiện. Hai đô vật đang ăn tập chuyên nghiệp tại lò đào tạo Hà Nội. Wow, vừa đào tạo rất là đẹp. Một xanh, bốn điểm. Kỹ thuật hoàn thiện đã được. Lò vừa qua đô xanh đã ghi được kế điểm. Đô bằng chân hồn xanh. Vừa qua Kiều Anh đã được 4 điểm. Vâng, chỉ có trang phục. Và đối với nữ thì thi đấu là trong 3 phút một hiệp. Một hiệp chính là thi đấu 3 phút. Chúng tôi có bấm và theo dõi thời gian. Các bạn đang theo dõi kèo vật nữ đầu tiên tại giải đấu này. Một hiệp cuốn cuộn rất hay. Vâng, tiếp tục là một kỹ thuật sườn cao. Đô Ngọc Ly của Quốc Oai cũng đã được 4 điểm, lúc này là 4 đều. Và hiện nay là điểm số đang được cân bằng 4-4. Một miếng là gồng đúng rất là đẳng cấp của hai đô. Hai đô vâng, tuyệt vời. 4 điểm dành cho Kiều Anh. Liên tục ca do nếu trong 3 phút giờ 1 mà Hà Nội đang theo dõi những hình trực tiếp được phát trên kênh YouTube Thể thao Giải trí ngày chiều ngày 12 Tết, tức ngày 21 tháng 2 năm 2024 tại giải vật truyền thống Miếu Đinh Nguyên. Nào nhấp lên nào. Vừa qua giá lưu vật dân tập thì hai đôi đài đã giải quyết nhanh rồi. Nhưng ở tự do thì đây là hai đôi vật đang tập chuyên nghiệp tại lò đào tạo Hà Nội. Trên màn hình các bạn, đô vật trang phục xanh Kiều Thị Kiều Anh vừa giành huy chương vàng giải vật vô địch Đông Nam Á tổ chức tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia tháng 12 vừa qua. Và kênh thể thao giải trí chúng tôi đã có mặt tại giải đấu đó để ghi hình tất cả các trận đấu, tường thuật trực tiếp phục vụ các bạn quê nhà Việt Nam đón xem. Năm ngoái năm 2023 có rất nhiều giải đấu, trong đó là SEA Games tổ chức vào tháng 5 cũng tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Chúng tôi cũng đã sang ghi hình trực tiếp các trận đấu vật SEA Games 32. Và vào tháng 8, giải vô địch trẻ quốc gia tổ chức tại Giao Hải Giao Thủy Nam Định, chúng tôi cũng đã tường thuật tất cả các trận đấu nam và nữ. Sau đó là tháng 10 tại Tam Đảo Vĩnh Phúc là giải vô địch quốc gia với sự tham gia của tất cả các anh tài trong làng vật Việt Nam, ví dụ như là Quái Kiệt làng vật Cấn Tất Dự, quê hương Thạch Phùng Xá Thạch Thất, Nguyễn Đình Long quê làng Yên Nội, Thành Ngô Thế Sao, Yên Phong Bắc Ninh, đúng là vừa đẹp gái, rất nhiều các đô vật khác nữa. Có ai đăng ký không? Những ai đô vật là đúng là Kiều Anh, người thuộc về Thanh Oai, người đã tuyển diễn điểm đã có, mặc dù là điểm số 12 cách biệt nhưng với một miếng đánh quyết định làm cho đối phương phải tẹt, tức là nằm tẹt xuống mặt giấy và giành thắng quyết định. Xin nhiệt liệt nở một tràng pháo tay cho đô Kiều Anh Thanh Oai. Trận thứ hai